Tấm thân bé nhỏ xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng các bạn một cái video về cái cách chuyển đổi từ cái bếp điện từ của mình sang một cái bếp sử dụng với mục đích giống y chang cái bếp hồng ngoại các bạn nha. Tại vì hiện tại bây giờ cái thứ nhất là cái bếp điện từ nó sẽ là rất là kén nồi, mình phải sử dụng những cái nồi phải phù hợp với nó thì các bạn mới có thể là vận hành và sử dụng nó được. Tại vì bếp điện từ ở đây là nó hoạt động dựa trên lý là tự tính các bạn nha. Thì đa phần những cái nồi mà sử dụng cho bếp điện từ thì những cái nồi đó thì các bạn thấy là những cái nồi đó là 500 phải là ít được, thì khi các bạn đặt lên cái bếp thì cái bếp nó mới hoạt động được. Còn nếu các bạn đặt những cái nồi không phải là nồi của nó, ví dụ những cái nồi inox hoặc những cái nồi nhôm, thì cái tự tính nó không có tác dụng được, thì đồng nghĩa là như các bạn để 500 vô thì nó không thể hút hít được á, thì cái nồi đó cái bếp đó không thể sử dụng với phù hợp với nồi nó được. Thì cái tín hiệu đèn nó sẽ và cái tín hiệu tiếng kêu bíp bíp nó sẽ báo về cái bếp là không sử dụng nồi không đúng mục đích và không phù hợp. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chuyển đổi để cho các bạn có thể sử dụng nó tiện dụng hơn, hữu ích hơn và nó tiết kiệm hơn các bạn nha. Nhiều khi đôi lúc trong cuộc sống nhà của các bạn có những cái bếp điện từ nhưng các bạn không thích sử dụng nó tại vì nó rất là kén nồi, thì các bạn bỏ đi rất là lãng phí. Và nó nhưng mà cái đối với bếp điện từ thì có thể là các bạn sử dụng thì cái tốc độ nấu chín và sôi nó có thể nhanh hơn một chút xíu so với bếp hồng ngoại các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi ngay vào luôn, không có linh ta linh tinh nữa. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái bếp. Thì bếp này gọi là bếp điện từ các bạn nha. Nó hoạt động dựa trên nguyên tắc là tác dụng tự tính. Thì ở đây mình có chuẩn bị một cái nồi. Một cái nồi là nồi này là có thể sử dụng cho được bếp điện từ các bạn nha. Nồi này thì mình thử là mình lấy cái chìa khóa xe mình đưa vô thấy nó hít sơ sơ. Nó hít được là có thể là bếp điện từ này nó chấp nhận hoạt động được. Và một cái nồi cái nồi này là không phải là 500 nó không tác dụng được, thì đồng nghĩa với là bếp điện từ nó không có tương thích và nó sẽ không cho nồi này đưa lên hoạt động cùng với nó được. Ok, thì bây giờ mình để mà chuyển đổi một cái bếp này qua sang sử dụng với chức năng giống như cái bếp hồng ngoại, nồi nào cũng có thể sử dụng được các bạn nha. Để chuyển đổi cái bếp này sang một cái bếp sử dụng với mục đích như bếp hồng ngoại, không kén nồi, bất cứ nồi nào hoặc thiết bị nào đặt lên thì đều có thể là nung nóng hoặc là nấu chín hết các bạn nha. Thì mình sẽ dùng một cái tấm tôn này thì mình dập ra từ cái lon sữa bò, và các bạn thì cũng có thể là sử dụng những cái tấm thép dài hơn, càng dài hơn thì càng tốt. Thì đưa lên và mình đặt lên mặt nồi như thế này và sau đó mình đặt cái nồi này lên thì các bạn có thể là vận hành sử dụng bất cứ thiết bị nào thì các bạn đều cũng có thể là nung nóng và nấu chín hết được các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào luôn. Thì mình cũng xin giới thiệu là cái con bếp điện từ và con bếp hồng ngoại nó khác nhau chỗ nào. Thì con bếp điện từ thì các bạn nhìn phía sau lưng ở đằng sau cái lỗ của cái quạt hút này, các bạn nhìn vô các bạn thấy một cái phanh dây đồng màu vàng hoặc là một cuộn dây đồng màu vàng ở dưới này. Còn đối với bếp điện từ thì các bạn nhìn ở đằng sau này thì nó có một cái đế sứ màu trắng đục, và ở trong cái đế sứ đó thì nó có cái cuộn dây mai so. Khi các bạn cắm nguồn và bật lên, không đặt thiết bị lên thì nó vẫn hoạt động nung nóng bình thường. Nhưng đối với bếp điện từ thì khi các bạn vận hành lên mà không đặt thiết bị
nồi đúng theo cái nguyên lý của nó thì nó sẽ báo lỗi và nó sẽ không hoạt động nữa. Còn nếu như các bạn đặt nồi lên mà không phù hợp thì nó cũng sẽ báo lỗi và không hoạt động các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào cho nó. Đấy, bây giờ là mình đã cấp nguồn cho nó. Thì để mà mình nói cho các bạn dễ hiểu, bây giờ mình không đặt thiết bị gì hết thì mình khởi động nguồn. Đó, rồi bây giờ mình chọn chức năng là đun. Đó, các bạn thấy không? Khi mình chưa đặt thiết bị gì hết thì nó sẽ báo lỗi ngay là không nhận dạng được thiết bị hoặc thiết bị không có tương thích đối với cái bếp này, bởi vì là nó hoạt động trên nguyên lý là tác dụng tự tính các bạn nha. Ok, bây giờ mình tắt đây. Thì đối với cái nồi này, cái bây giờ mình sẽ thử đặt lên một cái tấm tấm này tấm tôn do mình cắt và mình dập ra sẵn. Tấm tôn này là mình lấy từ cái lon sữa bò các bạn nha. Bây giờ mình đặt lên. Đây, bây giờ mình đặt cái tấm tôn này lên xem nó có tác dụng tự tính không các bạn nha. Nhưng mà cái tấm tôn của các bạn hoặc là cái tấm thép của các bạn thì 500 phải hít được các bạn nha. Các bạn lấy cái chìa khóa xe, các bạn có thể test được là cái tấm này nó có hợp lệ hay không, có sử dụng được cho cái bếp mình hay không, có chuyển đổi từ cái bếp điện từ sang mà trở thành một cái bếp hồng ngoại được hay không các bạn nha. Ok, bây giờ mình chỉ đặt lên như vậy thôi. Đặt lên như vậy thôi, còn mình test thử các bạn nha. Ok. Đó, bây giờ mình chọn cái chế độ này xem nó như thế nào các bạn nha. Ok các bạn nha, nó nóng các bạn nha. Và mình ở đây mình thử cho nước lên, cho nước lên các bạn nha, rất là nóng luôn. Ok, rất là nóng luôn các bạn, nóng. Và các bạn thấy là cái tấm thép nó muốn cong lên luôn đấy, bởi vì bếp điện từ nó hoạt động dựa trên nguyên tắc là tự tính. Thì những cái thiết bị nào tự tính 500 có thể hít được thì đặt lên nó mới vận hành được. Còn đối với trường hợp mà những thiết bị, những cái nồi của các bạn hoặc là những cái đĩa của các bạn mà 500 không có tác dụng, không có hít được thì đưa lên nó sẽ báo lỗi ngay. Và ở đây nó hơi nóng các bạn, mình không có dám cầm lên, mình sẽ đặt ngang đây, mình sát ngang, sát ngang sau đây. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử một cái nồi. Nồi này là không phải là cái nồi sử dụng cho bếp và điện từ, xem cái nồi này là 500 nó không hít được các bạn này. Đây. Đấy, nó không hít được. Đấy, nó không hít được, mình đặt lên. Xem nó có báo lỗi như thế nào các bạn nha. Mình bật lên. Bây giờ mình chọn cái chế độ đun sôi. Đấy. Mình vừa bật lên là nó đã báo lỗi liền. Bây giờ mình tắt đi và mình mở lại thêm một lần nữa. Mình mở lại này và mình chọn chế độ đun sôi. Xem như thế nào các bạn nha. Đấy. Rõ ràng các bạn thấy là nó báo lỗi là nồi không hợp lệ, nó báo cái tiếng tiếp 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 để nó nhắc nhở người tiêu dùng là nồi không hợp lệ, cần phải xem xét và kiểm tra lại. Và bây giờ ở đây mình sẽ sử dụng một cái nồi. Thì cái nồi này thì 500 nó hít được các bạn này. Đây nè. 500 hít được nhưng mà rất là yếu. Nhưng mà mình nghĩ cái nồi này chắc chắn 100% nó sẽ hoạt động được đối với cái bếp này. Mình thử đặt lên thử xem các bạn nha. Đây. Đó, mình đặt lên là nó sẽ báo, nó hết báo lỗi liền. Và nó tự hoạt động trở lại luôn. Thì các bạn thấy nè. Đó, nó tự hoạt động trở lại luôn. Đó. Và mình chọn sang thử mình chọn sang chế độ đây. Thì các bạn thấy là cái nồi của mình nó đã đun sôi và nước có khói bốc lên cao liền. Ok. Chứng tỏ là những cái nồi mà cái chìa khóa của các bạn, cái đầu chìa khóa của các bạn hoặc 500 hít được thì đều sử dụng được cho bếp điện từ các bạn nha. Nó hoạt động trên nguyên lý tác dụng tự tính. Và bây giờ mình tạm thời mình sẽ nhấc cái nồi này xuống. Nhấc cái nồi này xuống là nó sẽ báo lỗi liền. Đấy. Nhấc cái nồi này xuống nó sẽ báo lỗi liền. Và bây giờ mình sẽ bỏ lên một cái nồi mà nồi này là không sử dụng được cái bếp điện từ, mình thử cho nó hoạt động được. Nếu như đối với trường hợp nhà của các bạn có những cái nồi như thế này mà các bạn muốn sử dụng được cho bếp điện từ thì các bạn phải sử dụng một cái tấm tôn như thế này để các bạn
chuyển đổi nó sử dụng với mục đích giống như bếp hồng ngoại các bạn nha. Ok, thì bây giờ để sử dụng nấu được cái nồi này thì mình sẽ bỏ cái tấm tôn này lên đó, và nó tác dụng ngay. Các bạn thấy không, bếp nó hoạt động trở lại liền. Mình chọn sang chế độ là nấu cơm, thì ở trên các cái bàn phím này nó có các chế độ, cái này là nấu lẩu, đây là đun hầm, cái này là nấu cơm các bạn nha, nấu cơm hoặc nấu nước. Ở đây thì nó có cái chức năng là tăng giảm nhiệt độ, nó là tăng giảm nhiệt độ các bạn, nó tăng giảm nhiệt độ, nó là tăng giảm, cái này tăng nhiệt độ, cái này giảm nhiệt độ. Đấy. Mà rõ ràng thì bếp này các bạn, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái kinh nghiệm để chuyển đổi từ một cái bếp điện từ sang một cái bếp hồng ngoại, thì nó rất là đơn giản và ai cũng có thể làm được chuyện này, nó không đòi hỏi các bạn kỹ thuật phải cao siêu. Thì ở đây mình sẽ trên phương thức là thử nghiệm thôi các bạn, để chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn biết thôi. Và các bạn nên kiếm những cái tấm thép dày hơn, khoảng chừng 12 gem thì nó sẽ tác dụng tự tính tốt hơn. Và các bạn có thể đun nóng và đun sôi, đốt cháy tất cả các cái vật dụng mà các bạn muốn nấu chín trên cái mặt bếp này, hoặc các bạn có thể nướng trực tiếp mà không thể sử không cần sử dụng những cái thiết bị mà nướng chuyên biệt cho bếp điện tử các bạn nha. Các bạn có thể nướng tùy tiện và bất cứ lúc nào. Đấy, thì bây giờ cái nồi nước của mình nó đã sôi rồi các bạn nha, các bạn thấy nó bốc khói lên rồi và màn hình ở đây nó vẫn hoạt động không báo lỗi các bạn nha. Ok, thì bây giờ mình cũng đã hoàn thành, nó sẽ đã báo là nó báo là đã sôi và nó ngắt, báo sôi và nó ngắt. Và ok, bây giờ mình sẽ tắt luôn. Cái này, cái bếp này nó thông minh một chút xíu là khi các bạn đun nước hoặc là các bạn nấu cơm đạt ở nhiệt độ sôi thì nó sẽ tự động nó ngắt để chống trào các bạn nha, chống trào. Thì mình xin kết thúc video ở đây. Các bạn xem, nếu như thấy video của mình hay thì cho mình xin một like, một đăng ký bằng cách là nhấn nút subscribe và chia sẻ cùng cho mọi người cùng biết các bạn nha. Chân thành cảm ơn các bạn, chúc các bạn ngày mới vui vẻ.